Sáng nay thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020, 2020. Sáu cô gái tên Linh Bình Thuận có đi gửi 14 cái lục cho 14 anh em cầu thủ của các tỉnh thành phố. Cũng như mọi cái clip, gửi lời cảm ơn chân thành đến anh em cầu thủ trên toàn quốc quan tâm tin tưởng sử dụng lục cô gái tên Linh Bình Thuận trong suốt thời gian vừa qua. Thì trong cái clip này em cũng nói rõ chất liệu, giá cả của từng loại lục. Cho anh em nào muốn quan tâm thì cứ alo trực tiếp qua số điện thoại 0947 252 874 hoặc Zalo 0947 252 874, em có niêm yết trên màn hình. Thì hình thức ship lục bên em là nhận hàng, thanh toán luôn cho nhân viên bưu điện hoặc nhà xe. Thì ship hoặc bưu điện hoặc nhà xe thì anh em cứ nhận hàng rồi mới thanh toán tiền nha anh em. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng và giá cả. Lục đầu tiên em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là lục khung inox nan thép mạ đồng trụ inox móc sắt như hình, 700.000 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 700 bao ship. Thì lục em báo giá là chất liệu và giá cả như hình, tức là phụ kiện gồm có lá cống đầy đủ như trên hình đó nha anh em. Còn ngoài cái hình này ra thì anh em mua riêng giống như cái áo lục dây đeo là 100.000 một cái. Cái lục thứ hai đó là cái lục cũng là lục thép mạ đồng nhưng nâng cấp trụ móc ti đồng là 900.000 bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 900 bao ship. Lục như trên màn ảnh nhỏ của anh em là khung inox nan thép mạ đồng trụ móc ti đồng nha anh em. Lục thứ ba đó là lục inox nguyên cái trụ móc ti đồng 1 triệu bao ship, cầu tử từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu bao ship. Thì như trên màn ảnh nhỏ của anh em là cái lục cầu tử 32 và lục cầu tử 35. Thì đa số anh em sử dụng cầu tử 35 nên hầu hết trong cái clip này em lấy ảnh lục cầu tử 35 em giới thiệu cho anh em tiện tham khảo hơn. Lục thứ tư đó là lục khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng 1 triệu 2 bao ship, cầu tử cũng từ 30 đến 45 cm, đồng giá tùy chọn 1 triệu 2 bao ship như hình. Như trên màn ảnh nhỏ của anh em là lục cầu tử 35 cm, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim nha anh em. Lục thứ năm đó là lục xanh cánh bướm 1 triệu 3 bao ship. Như trên màn ảnh nhỏ của anh em, đây là lục xếp xanh cánh bướm 1 triệu 3 bao ship, chất liệu khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng, xanh xếp cánh bướm như hình, tức là nhìn trên xuống đó là anh em chỉ thấy cái cầu tử thôi. Xanh xếp gọn dưới cầu thì anh em thích thì xếp xanh, không thích thì ta đang bung ra sẵn thì đường nào con bổi nhảy vào nó cũng sẽ bung xanh ra để nó hứng bổi, anh em cứ yên tâm, chơi rất là tiện dụng. Nếu anh em muốn tham khảo kỹ hơn cứ lên trên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận, có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên kênh YouTube của em. Anh em cứ lên đó và gõ vào từ tìm kiếm là lục cô gái cánh bướm, cô gái tên Linh Bình Thuận. Có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục trên đó anh em, dễ lắm. Ngoài ra, bên em còn cung cấp thêm mẫu lồng cô gái đa năng, tức là lồng hai chức năng, cầu tử lục hai chức năng, hai cầu tử riêng biệt. Cái này thì nói thì nhiều khi anh em cũng khó hiểu. Anh em để em giới thiệu chất liệu giá cả rồi anh em cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm sau. Chất liệu là khung inox nan thép lưỡng kim trụ móc ti đồng xanh xếp cánh bướm hai chức năng, giá 1.500.000 bao ship. Thì cái này là cầu tử 35 cm phía dưới đó nè anh em, đánh bằng hình thức trùm lưới, cầu tử 60 cm phía trên dùng bằng hình thức dịch dây chanh. Nếu anh em muốn tham khảo kỹ thì cứ lên YouTube và gõ vào từ tìm kiếm là lục cô gái đa năng, cô gái tên Linh Bình Thuận. Cũng có rất nhiều cái clip em hướng dẫn sử dụng lục, test lục bài bản em đã để sẵn trên đó, hoặc vào Zalo 0947 252 874. Ngoài ra bên em còn cung cấp mẫu lồng gáo cầu tử 60 cm tháo rời như hình, giá 550.000 đồng bao ship. Chất liệu là khung inox nan thép lưỡng kim. Cái này là phụ kiện là như hình nha anh em, không có lợp lá, gồm có lá gồm có cống như hình thôi. Thì cái này đánh trống như đàn cò, thì mà hình thức đánh cũng hoàn toàn giống đàn cò. Con bổi nó rất dễ nhảy, không cần lợp lá đâu.
Ngoài ra shop bên em còn cung cấp thêm mẫu lòng cô gái hai mặt với ba mức giá khác nhau, 1 triệu, 1,2 triệu và 1,3 triệu. Chất liệu hoàn toàn giống nhau, như cái lùm 1 triệu trên màn ảnh nhỏ của anh em là khung inox, nan thép lưỡng kim, trụ inox móc sắt. Anh em lưu ý 1 triệu là trụ inox móc sắt. Nếu trụ móc ti đồng như trên màn ảnh nhỏ của anh em đây, trên cái đầu ghế này là 1 triệu 2 bao ship. Tức là nó mắc hơn cái lục 1 triệu là mắc hơn cái trụ móc ti đồng phía trên. Thì 1 triệu 3 tức là cũng giống 1 triệu 2 nhưng 2 sen xếp cánh bướm như trên màn ảnh nhỏ của anh em. Đây là lục hai mặt sen cánh bướm 1 triệu 3 bao ship. Thì cảm ơn anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube đã bỏ chút ít thời gian quý báu để theo dõi cái clip và đăng ký ủng hộ kênh. Để chúc anh em cô thủ, anh chị em cộng đồng YouTube sức khỏe, an lành, hạnh phúc.